Như thường lệ thì con sẽ dành một buổi sáng thứ bảy để chia sẻ về cái phương pháp của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường để cho các bệnh nhân của mình cũng như là người nuôi mình hiểu thêm về cái phương pháp của cha, từ cái khâu khám bệnh, điều trị, hỗ trợ điều trị cho tới cái kết quả như thế nào, cũng như là chế độ ăn của mình ra sao, để khi mà mình về nhà đó có khi mình sẽ sử dụng tiếp tục cái phương pháp này để cho cái sức khỏe mình nó được cải thiện tốt. Và trong thời điểm mà mình ở đây á, mình hiểu thêm để mình cộng tác tốt với các thầy để đạt được cái kết quả cao nhất. Thì chủ đề của ngày hôm nay mà con muốn chia sẻ đối với tất cả quý bệnh nhân đó là giải trình kết quả của một số bệnh nhân tiêu biểu. Tại vì qua tới tuần sau, thứ bảy tuần sau là ngày kỷ niệm một năm cha Phêrô Nguyễn Văn Tường trở về với Chúa. Thì trong ngày hôm nay có lẽ là con sẽ dành thời gian để con giải trình luôn. Chứ ngày hôm đó có thể là nhiều công chuyện nhiều quá, cho nên là mình không có làm hết được. Nên tuần sau là sẽ không có giải trình, mà con sẽ giải trình trong tuần này luôn. Thì có một số kết quả đưa về đây rất là tốt, mà con muốn chia sẻ với tất cả quý bệnh nhân để cho mình hiểu cái kết quả của mình muốn như thế nào khi mà mình tới đây mình hỗ trợ điều trị, và khi ra về, trước khi ra về mình sẽ đạt được. Con sẽ không nói hết tất cả các ca, mà con nói những cái ca tiêu biểu thôi. Trong đó thì con sẽ nói về cái mục đích của phòng khám, mong muốn đặt ra và hướng đến cho tất cả quý bệnh nhân ở đây. Tùy vào mỗi trường hợp sẽ có những cái kết quả khác nhau và mục tiêu khác nhau. Thì mọi người nghe có thể nếu thắc mắc thì cứ mạnh dạn đặt câu hỏi nha, rồi sau đó con sẽ giải đáp. Tại vì qua tới tuần sau á, là hôm đó thì cũng là ngày giỗ của cha, thì tụi con cũng có mời một số bệnh nhân cũ về, cũng như là những bệnh nhân ở đây và người nuôi ở đây dùng cháo. Tại vì bệnh nhân thì phải ăn cháo, cho nên là có lẽ là lần này con sẽ nấu cháo cho bệnh nhân, người nuôi cũng có thể ăn chung, ăn kèm một số loại dễ tiêu mà chúng con lựa chọn đó, thì để cho tuần sau. Còn hôm nay thì tụi con sẽ dành thời gian thêm một chút để cho mình hiểu khi mà mình về nhà là mình đạt được những kết quả như thế này, khi về nhà rồi mình sẽ cố gắng như thế nào nữa. Tại vì con muốn đi sâu vào cái nội dung ngày hôm nay, tại vì không có thời gian. Những cái hôm vừa rồi đó là bệnh nhân có đi khám về, nhưng mà con chỉ gặp riêng từng bệnh nhân thôi, có nghĩa là bệnh nhân nào có kết quả thì người bệnh nhân đó hiểu kết quả của mình, còn các bệnh nhân khác thì không có hiểu, cho nên đôi khi mình cũng không biết là như thế nào. Thấy mọi người sao thấy vui mừng quá mà sao không biết mình có được như vậy không, thì mình cũng mong muốn mình biết cái kết quả nó như thế nào chứ. Đi khám bệnh, đi điều trị mà mình không biết kết quả như thế nào thì không biết là nó ra sao. Cái niềm vui lớn nhất của tụi con chính là bệnh nhân tuân thủ theo đúng pháp đồ ở đây, các thầy hướng dẫn làm sao, vì các thầy được cha đào tạo và chính các thầy cũng truyền đạt những cái điều mà cha dạy dỗ và cho tới bệnh nhân để giúp cho bệnh nhân có kết quả cao nhất. Thì bệnh nhân cố gắng lắng nghe các thầy thuốc, đặc biệt là khi mà tụi con có hướng dẫn á, hoặc là tụi con có note lại trong những cái miếng cái giấy A4 và bấm lại thành một cái tệp tài liệu để cho mình á, mình cầm, mỗi người cầm về nhà cố gắng đọc giùm con nha. Con thấy có một số bệnh nhân, các ông cụ bà cụ lớn tuổi thì không đọc được, mắt không có thấy đường rõ đó, thì có thể nhờ những bệnh nhân trẻ hơn hoặc là người nuôi gần dãy nhà trọ đó, mình đọc giùm cho mình nghe để mình hiểu về những cái điều kiện ở đây, để tụi con có thể dễ dàng mà chia sẻ hơn cho quý bệnh nhân. Cái phần thay đổi trong tuần này đó là về phần nước. Thì cô bác nhận nước từ thầy Hạnh hoặc là thầy Úc sẽ có một cái phiếu nhận nước, và mình lấy cái đúng cái số phiếu, số nước mà mình cần sử dụng trong một ngày, hoặc là thí dụ hôm nay là thứ bảy mình sẽ lấy luôn 2 ngày cho ngày mai và ngày mốt. Thì khi đó mình ra ngoài thì có bộ phận kiểm tra cái phiếu nước đó để tránh cái sự thất thoát. Tại vì thời gian vừa qua đó tụi con cũng có đặt thùng nước về để mà sản xuất cho quý bệnh nhân, nhưng mà cấp cho bệnh nhân xong thì có một số người sử dụng chưa xong chưa hết á,
hết nước thì giữ lại tại phòng trọ, rồi sau đó thì quên đem tới phòng khám để mà xúc rửa và tái xài sử dụng lại, cho nên là mất thùng rất là nhiều. Mà mất như vậy đó, tụi con phải bỏ tiền ra mà mua lại những cái thùng mới, mà mua thì nó rất là tốn kém. Thật sự ra tất cả những cái chi phí ở trong đây, mặc dù mình ở đây mình được yêu thương cho không, là tụi con các thầy thuốc ở đây là gánh giùm cho bệnh nhân cái chi phí đó rồi. Có nghĩa là mình tới đây mình chỉ lo cái phần chữa bệnh không thôi, mình không có phải lo về những cái chi phí mình điều trị như thế nào. Tại vì bên cạnh đó tụi con vẫn phải mua gạo, mua nguyên liệu, rồi đóng tiền điện, đóng internet, rồi những cái giấy tờ hồ sơ đó, những cái thẻ đeo của bệnh nhân đó, những cái thứ mà tụi con cấp lúc chút vậy thôi, nhưng mà cộng ra nó rất là nhiều tiền. Dạ. Văn phòng phẩm là cũng tốn, rồi kim châm, rồi bên khâu của thầy keo đó là bông gòn đắp bó, mà cái đó là tụi con phải tốn hàng tháng, cứ ngày nào cũng phải cố gắng làm sao mà buổi sáng là lo khám bệnh ở đây cho quý bệnh nhân, thì chiều phải chia phiên ra, có nghĩa là một số thầy sẽ trực ở đây, còn một số thầy sẽ xuống giường thuốc để trồng. Đương nhiên là trồng không phải là hôm nay mình có thu hoạch liền đâu, mà phải là từ 1.5 năm tới 2 năm sau mới có thuốc cho bệnh nhân. Nhưng mà ít nhất là mình sẽ làm giảm bớt cái phần chi phí mà mình mua nguyên liệu đầu vào đó. Trong những thời gian mà sắp tới thì tụi con cũng cố gắng làm sao mà mình chia việc ra, mình giống như gọi là bỏ ống á, mình làm từ từ cho nó ổn định. Tại vì phòng khám thì phải có giường thuốc làm nền tảng để mà mình mới ổn định về lâu về dài. Tại vì yêu thương cho không có thấy vậy chứ nó lớn lắm, nó không bao giờ nhỏ hết á. Ví dụ như tụi con có một đơn vị đứng phía sau lưng để mà kinh doanh, rồi sau đó ủng hộ cho phòng khám đều hàng tháng, thì cái đó rất là dễ cho con. Chỉnh lại giùm con cái camera đi anh Thành ơi. Anh Thành, nhờ anh Thành chỉnh lại cái camera giùm. Quý bệnh nhân đi nhớ chú ý nha, tại vì có live stream á, cho nên là mình đừng có dắt vô nó. Vì phòng khám thì phải lo cho bệnh nhân mà mình yêu thương cho không, thì tất cả những cái chi phí nó rất là cao, cho nên là tụi con phải vừa khám bệnh về mặt chuyên môn là phải làm sao đáp ứng được cái quá trình điều trị cho bệnh nhân có hiệu quả nhất, bên cạnh đó cũng phải tính cái đường về lâu về dài để cho phòng khám được ổn định mà giúp cho nhiều người hơn trong thời gian dài hơn, dài nhất có thể. Rồi tiếp theo nữa là về phần kinh phí thì tụi con phải lo mỗi một ngày nữa. Có nghĩa là không bao giờ mà nó ngưng hết. Cứ ở đây mà bệnh nhân mà được yêu thương cho không, mình thấy mình nhẹ nhàng, nhưng mà các thầy không có nhẹ chút nào đâu. Gánh nặng rất là lớn lên vai tất cả các thành viên luôn. Cho nên là quý bệnh nhân quý nha, cố gắng mình không có mình phải tiết kiệm nha. Ví dụ như tới đây những cái vỏ bình nước á, hoặc là những cái bịch ni lông á mình sử dụng á, thì nếu mà sử dụng được thì mình cố gắng mình sử dụng, chứ đừng quăng rác bừa bãi và dục những vỏ bình đó rất là uổng. Tại vì cái đó tụi con sẽ thay bình khi mà không còn sử dụng được, nó có thể sử dụng được 1-2 lần, thì mình cố gắng mình tiết kiệm giùm cho con, để thôi mỗi chứ thứ chút đội chi phí lên nhiều là càng ngày càng gánh nặng. Thôi bây giờ con vô chủ đề của ngày hôm nay. Bây giờ con sẽ giải trình một số ca tiêu biểu nha, trong số những bệnh nhân sắp tới được ra phòng khám đó, để cho mọi người hiểu là kết quả của mình là mong muốn như thế nào. Rồi những bệnh nhân còn đang hỗ trợ điều trị và mới vô á, mình cũng biết được mình tới đây mình sẽ được cái gì và mình áp dụng những cái gì và khi về nhà mình phải làm những cái gì, thì con dựa trên những cái kết quả đó rồi con phân tích sâu hơn. Thì thời gian thì hôm nay thì sẽ dễ hơn cho con là so với cái ngày mà ra phòng khám, bởi vì ngày ra phòng khám thì còn phát biểu, còn trao giấy chứng nhận, còn đủ thứ, nên thành thử ra sẽ không có nhiều thời gian để phân tích, còn hôm nay thì sẽ nhiều thời gian hơn. Như quý ông bà cô bác cũng biết rồi đó, khi mà mình mắc bệnh ung thư á, ung thư nó có thể nhiều nguyên nhân mà mình phát hiện được cái bệnh ung thư lắm.
Người bình thường thì có thể đi định kỳ tái khám, mà khi tái khám như vậy mình không phải mình khám ung thư, mình khám những cái bệnh lý khác rồi nó lòi ra ung thư, hoặc là mình có cái triệu chứng gì đó mình đi khám ở bệnh viện ở quê, ở tỉnh, rồi sau đó bệnh viện đó chuyển lên tuyến trên để kiểm tra tầm soát ung thư thì mình mới phát hiện được cái bệnh ung thư của mình. Có người thì phát hiện sớm giai đoạn 1, 2, 3, có người thì phát hiện được ung thư là giai đoạn 4. Có nghĩa là cái tốc độ, cái bệnh lý nó sẽ khác nhau, không có người nào giống người nào hết. Cái cơ thể của mình á, nó rất là nhiều cái vị trí, và nhiều vị trí đó là đều có khả năng gây bị ung thư hết. Có một số ít, ví dụ như ở cái vị trí tim thì sẽ rất là hiếm thấy những cái trường hợp ung thư tim, nhưng ung thư màng tim thì có, hoặc là những cái trường hợp dạng những dạng ung thư mà cái dạng này mà nó di căn qua dạng kia, cái dạng ví dụ như sarcom hoặc là carcinom nó lại di căn vào lympho chẳng hạn, thì nó cũng có những cái trường hợp đó. Khi mà mình phát hiện được cái bệnh ung thư của mình á, thì điều đầu tiên nha là mình, cái điều đầu tiên là mình được chẩn đoán. Trước khi mà mình phát hiện ung thư là mình phải chẩn đoán, chẩn đoán mới ra bệnh ung thư. Có một số trường hợp các cô bác về đây là khối u tân sinh thôi, tân sinh mình mới là có cái khối u mọc lên ở vị trí đó, trên hình phim mình có thể thấy được cái hình đó, nhưng mà cái này là chưa xác định được là ác tính hay lành tính. Mà chưa xác định ác tính hay lành tính thì chưa nghĩ tới việc điều trị được. Điều trị là chưa nghĩ tới nha, bởi vì mình phải xác định coi cái khối u đó là khối u gì, lành tính hay là ác tính đó. Cho nên là quý bệnh nhân khi đã biết được, còn muốn nói với những bệnh nhân mới á, mình chưa có phát hiện được á, mình mới có u tân sinh á, thì mình sẽ, bác sĩ sẽ tiếp tục làm các cái xét nghiệm để xác định được nó có phải là ung thư hay không, hoặc là nếu không ung thư thì quá tốt, mà nếu là ung thư thì mình phải điều trị tây y. Tây y vì điều trị tây y là điều trị chính thống nha, chính thống. Sẽ có một số bệnh nhân sẽ không có lựa chọn điều trị tây y mà bắt đầu đi kiếm thuốc nam uống. Đi kiếm thuốc nam uống thì đó là thuộc về lĩnh vực y học cổ truyền. Mình điều trị tây y mà mình điều trị không được, mình mới tìm y học cổ truyền để mình điều trị, hỗ trợ điều trị, hỗ trợ điều trị đó. Y học cổ truyền là hỗ trợ điều trị thì không thay thế cho phương pháp điều trị bệnh được nha, không thay thế được. Cái nào ra cái đó. Phương pháp điều trị chính thống hiện tại được y tế công nhận là chỉ duy nhất là điều trị tây y thôi, vô hóa chất, phẫu thuật, xạ trị, hóa trị. Con không có ý định, phòng khám cũng không có ý định, và các thầy thuốc và kể cả cha ngày xưa cũng vậy, không có ý định là điều hướng bệnh nhân bỏ điều trị tây y mà đi kiếm thuốc nam để uống, cái đó là không có. Nhưng mục tiêu của y học cổ truyền là thay thế, bổ sung, bổ sung vào cái nền y học nói chung. Trong trường hợp này nè, ví dụ như cái người bệnh nhân đó, tại Việt Nam thì nó khác với các nước khác trên thế giới. Có một số quốc gia đó, mình được chính phủ đài thọ cái vấn đề về y tế. Khi mà mình mắc bệnh, mình tới bệnh viện là bác sĩ có lịch hẹn cho mình ở kiểm tra ở bác sĩ gia đình, xong rồi đưa lên bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ chuyên khoa khám ra cho mình chỉ định đi khám bệnh, phát hiện bệnh ung thư, cho mình xạ trị, hóa trị, phẫu thuật, hỗ trợ cái kinh phí đó cho mình. Mình không phải lo là đối với một số nước, nhưng ở Việt Nam thì mặc dù mình có bảo hiểm nhưng mà vẫn phải đóng tiền. Thì có thể là từ cái chỗ mà đóng tiền đó, thì một số cô bác không có điều kiện để đóng. Ví dụ như cái ca phẫu thuật đó tốn tiền, tốn tiền nhiều quá. Ví dụ trong cái khả năng mình đóng được thì có thể bệnh nhân đó có thể phẫu thuật. Nhưng mà trong trường hợp mình, bản thân mỗi ngày mình đi làm mà mình lo chén cơm ăn mỗi ngày, rồi lo cho gia đình, trong khi nhiều có khi gia đình mình có những người mắc bệnh hiểm nghèo nữa, bệnh tai biến, như ông cụ lớn tuổi trong nhà mà bệnh tai biến mà mình mới là thanh thiếu niên thôi, hoặc là mình
mới là trụ cột chính trong gia đình, đi làm mình phải lo công ăn việc làm mỗi ngày, thì mình có khi mình không có kinh phí để mình lo cái vấn đề điều trị lâu dài. Thì điều đầu tiên mà y học cổ truyền, đặc biệt là phòng khám ở đây tiếp nhận, đó là không có điều kiện. Điều kiện tài chính à. Bởi vì đâu phải bệnh nhân nào cũng có kinh phí để điều trị đâu. Hoặc là những cái to mà hóa chất, bác sĩ đề nghị với mình à, tôi đề nghị anh là vô hóa chất loại này, nhưng mà báo trước cho mình về cái kinh phí và mình có đáp ứng được hay không. Vài chục triệu cho tới vài trăm nó vẫn có mà. Thì như vậy thì không có điều kiện về tài chính. Vậy thì bệnh nhân không có điều kiện về tài chính thì bắt buộc phải đi kiếm thuốc nam uống rồi. Mà mình đi kiếm thuốc nam mà người này chỉ kiểu, người kia chỉ kiểu, người một người nọ chỉ kiểu, là mình uống như vậy là không có đúng, không hợp lý à, nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Cho nên cha mới nghiên cứu ra phương pháp y học cổ truyền là cháo nano. Cháo nano là tên gọi của cha à, đặt cho cái phương pháp này. Cái thứ hai là không có sức khỏe, nói chung là không đủ sức khỏe đó để tiếp tục hóa xạ trị hoặc phẫu thuật. Có khi bệnh nhân đó có điều kiện về mặt tài chính đi chăng nữa, mình có tiền đó, mình vô thuốc đó, vô được đó, phẫu thuật được đó, có điều kiện đó, nhưng mà sức khỏe mình lại không cho phép, sức khỏe mình yếu quá, mình đi tới bệnh viện bác sĩ từ chối, tại vì có thể là do lớn tuổi, những ông cụ bà cụ lớn tuổi quá đâu vô thuốc được. Hoặc là mình mắc bệnh nền, mình bị men gan cao, mình bị những cái triệu chứng sức khỏe mà bác sĩ không có thể đủ điều kiện để đáp ứng, bác sĩ kêu về nhà thôi điều trị triệu chứng trước đi, xong có sức khỏe thì trở vô. Nhưng mà mình điều trị hoài không có sức khỏe để mình điều trị. Như vậy thì mình có thể sử dụng cái phương pháp y học cổ truyền để hỗ trợ cho mình cái này. Ví dụ như mình có sức khỏe trở lại, men gan hạ rồi, mình nếu mình quay trở lại điều trị Tây y cũng vẫn được, chứ không phải là không được. Cái thứ ba là có bệnh nền à. Trong những điều kiện mà mình có mắc cái bệnh nền đó mà bác sĩ không có can thiệp được nữa đó. Như vậy thì ví dụ như 100 người đi, đây là có 100 người bệnh ung thư, thì 90 người là điều trị được Tây y, và còn 10%, 10 người còn lại là bác sĩ, có thể bác sĩ chạy, hoặc là mình không được có điều kiện. Như vậy thì mình chọn lựa y học cổ truyền đó. Cho nên phòng khám này mới có nhóm đối tượng này, chứ không phải là, đừng nghĩ là ở đây các thầy kêu gọi bệnh nhân tới đây để mà mình hỗ trợ điều trị mà bỏ qua điều trị Tây y đâu. Có khi thì các thầy khi mà tiếp nhận bệnh nhân á, các thầy vẫn hỏi bệnh nhân đó còn có điều kiện điều trị hay không. Nếu mà có điều kiện điều trị thì mình trở về bệnh viện để mà mình điều trị. Các thầy chứ các thầy không khuyên mình bỏ nha. Cái đó là thực tế là như vậy. Chứ nhiều khi mọi người không hiểu, nói là ủa sao mình mắc bệnh ung thư rồi sao không tới Tây y điều trị đi, mà đi kiếm thuốc nam uống chi cho nó ảnh hưởng sức khỏe hay gì. Nhiều khi người ta không hiểu á, ta nghĩ vậy. Nhưng mà không phải. Ở đây các thầy không có khuyên mình bỏ Tây y để mà theo y học cổ truyền, mà chỉ là tại do mình không điều trị Tây y được, mình mới ngưng lại, mình mới chuyển qua hỗ trợ điều trị à, đó là như vậy. Bao giùm ba hết, chờ lại cái chủ đề thôi. Ba hết màu đen. Khi mà cái ngày thứ bảy đó thầy chia sẻ như thế này đó, thì bệnh nhân cứ đi khám bình thường nha, mình cứ vô phòng các thầy mình khám, rồi mình ra ngoài đây mình ngồi mình nghe thầy chia sẻ một chút trước khi thầy Hạnh sẽ phát thuốc à. Còn ai mà quý bệnh nhân nào cảm thấy sức khỏe trong người mình cần phải nghỉ ngơi đó, thì cứ mạnh dạn vô phòng có giường ở trong mình cứ nằm, còn người nhà có thể ngồi nghe để mình hiểu thêm nha. Chứ trong thời điểm này các thầy chưa có phát thuốc cho mình liền đâu. Rồi bây giờ thầy lấy một những ví dụ sau đây để thầy ví dụ cho mình, để mình hình dung được cái kết quả cuối cùng mà mình muốn đạt được nha. Khi mà mình đã lựa chọn y học cổ truyền rồi đó, ở đây cũng là một phương pháp y học cổ truyền được cấp phép của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, và trong cái danh mục ở đây được sử dụng những cái phương pháp nào áp dụng trong phòng khám đều theo cái danh mục nha. Mình không được làm bất cứ những cái gì ngoài danh mục hết á. Cho nên là mình phải làm đúng theo nguyên tắc của y tế. Thì khi mà mình
có kết quả. Như thế nào được các thầy cho ra phòng khám? Cái kết quả cuối cùng mà mình muốn đạt được là gì? Cái thứ nhất là không tiến triển bệnh. Không tiến triển bệnh thì nó có những yếu tố sao? Ví dụ như cái khối u. Khối u nó giảm hoặc là nó đứng lại. Cái thứ hai là cái dấu ấn. Dấu ấn ung thư là marker, tumor marker thì nó nằm trong ngưỡng an toàn hoặc là nó có giảm trong cái ngưỡng mà các thầy thấy là ổn định. Và cái thứ ba, yếu tố thứ ba, hai này hai cái nha, cái thứ ba là không di căn. Không di căn có nghĩa là không có phát triển thêm những cái cơ quan khác á. Ví dụ như ban đầu là ung thư phổi, nhưng vô đây rồi thời gian sau phát hiện nó có thêm cái gan nữa. Thì cái đó thì các thầy phải xác định là nếu mà không có di căn thì mới gọi là có kết quả điều trị, hỗ trợ điều trị. Còn nếu như mà có di căn thì các thầy vẫn đề nghị bệnh nhân ở lại tiếp tục. Thời gian á, mà ở đây đây đối với một người á, là trung bình là 3 tháng. Tại sao là 3 tháng mà không phải thời gian khác? 3 tháng là một liệu trình. Thầy nói trước cho bệnh nhân trước khi vào đây để mình sắp xếp cái công chuyện của mình, sức khỏe của mình. Mình tới đây mình phải ở nhà trọ, rồi mỗi ngày mình tới phòng khám. Ở nhà trọ là lý do là tại vì bệnh nhân mình phòng khám không có chỗ ở cho bệnh nhân, một bệnh nhân phải mướn bên ngoài. Nếu như các thầy có một khu vực chung cho bệnh nhân ở, có đăng ký thì các thầy sẽ cho bệnh nhân ở miễn phí chứ không có lấy tiền. Nhưng mà cái đó không có lo nổi đâu. Đây mà lo gạo nước thuốc lo còn không gọi nữa, mà đó đâu mà tính tới dù ở. Có một số bệnh nhân hỏi ở đây nghe thấy thầy nói là yêu thương cho không á, mà tới đây thì có tốn kém gì không? Phải đó, thì các thầy nói vẫn phải tốn tiền nha, chứ không phải không có tốn. Mình ăn uống, mình sinh hoạt thì mình phải tự túc. Có một số người còn vui hỏi thầy có cấp đồ ăn luôn không? Đấy, thì chỉ ở đây chỉ có cấp được gạo nè, thảo dược nè và nước, và cái khâu khám bệnh tất cả những cái vấn đề trong đây, kim châm hay là bông gòn hay là băng gạc hay là đắp bó gì đó, thì cái đó các thầy lo được. Còn mà cái vấn đề mình ăn uống ấy, mỗi người ăn chế độ ăn khác nhau, thì các thầy có thể chỉ dẫn cho mình để mình ra ngoài mình tự mình mua rau củ quả mình ăn, còn nhà trọ thì tự mình thuê mình mướn chứ các thầy không lo được cái đó. Cho nên nhiều người tưởng đâu là nó yêu thương cho không là khỏi cần phải mang tiền theo. Rồi vô đây là nói, ôi sao ban đầu nói yêu thương cho không mà tưởng đâu bao hết. Trời, đâu có thể nào bao hết được mấy cô. Trong cái khả năng có gì giúp được, tụi con làm hết mức rồi đó. Làm hết như đó không mà là còn không nổi nữa. Phải báo cho bệnh nhân biết ở cái thời gian mà mình 3 tháng mà mình ở đây nè, để mình sắp xếp cái công việc của mình. Ví dụ có khi bệnh nhân ung thư, mình đang làm việc bình thường mà mình phát hiện bệnh ung thư, thì mình phải thu xếp cái công việc của mình lại, mình dành thời gian ở lại đây và được các thầy theo sát trong 3 tháng đó, không có về nhà. Thì trong 3 tháng này nè, cái mục tiêu ban đầu của các thầy đối với tất cả bệnh nhân nói chung luôn, kể cả nặng nhẹ, vì mình đã nhận những bệnh nhân nặng nhất là những bệnh nhân bác sĩ trả về. Cho nên là có những bệnh nhân có thể là đi không được, hoặc là trường hợp khó thở, hoặc là những cái gì đó ở giai đoạn muộn mà bác sĩ không còn tiếp nhận nữa đó. Nhưng mà ở đây các thầy vẫn có mục tiêu dành cho những bệnh nhân đó, ít nhất là mình làm kéo dài được cái thời gian sống của bệnh nhân, cái chất lượng nâng cao hơn và cái tốc độ bệnh nó giảm xuống so với mình ăn uống tự do. Acid ấy, cái cơ thể mình, môi trường trong cơ thể mình mà nó nghiêng về acid ấy, gọi là acid hóa đó, thì nó sẽ phát triển cái bệnh ung thư nhanh hơn. Còn nếu như mà cơ thể mình là kiềm á, kiềm hóa đó, thì nó sẽ khống chế cái bệnh ung thư tốt hơn đó. Thì cái nhiệm vụ là trong 3 tháng nè, để đạt được cái kết quả đó, thì trong 3 tháng cơ thể của mỗi người bệnh nhân, các thầy muốn làm sao đạt được yêu cầu là phải là kiềm hóa đó. Thì những cái nguyên nhân gây ra axit thì các thầy đã loại bỏ rồi, mà đặc biệt trong đó là cái đạm động vật. Đạm động vật, đạm động vật nó có tính acid, mà cái tính acid nó càng cao thì
cái tế bào ung thư nó lại phát triển nhanh. Cái đạm động vật này bao gồm là thịt nè, cá nè, trứng nè, sữa nè, nước yến nè, đó là đạm động vật đó. Ở tại bệnh viện thì các bác sĩ có thể đề nghị mình dùng cái này là để mình có sức, mình phục hồi để mình có thể xạ trị, hóa trị hoặc phẫu thuật. Còn ở đây thì các thầy đâu có vô dùng những cái đó, cho nên mình không có phải lệ thuộc vào những cái vấn đề mà mình hồi phục nhanh, cho nên mình sẽ không ăn cái này đó. Mình chuyển về ăn những cái loại thực phẩm có tính kiềm như là rau xanh, trái cây, thảo dược, rồi ra nấu với nước kiềm, để cho cái bệnh ung thư mình ít nhất nha, cái mục tiêu ít nhất mà ai cũng phải đạt được là làm cho cái tốc độ bệnh ung thư nó giảm xuống. Giảm xuống có nghĩa là nó có tăng đó, ví dụ như bình thường là từ AFB nó tăng từ 500 lên 1000 trong thời gian là 1 tháng chẳng hạn. Mà ít nhất là các thầy cũng khống chế làm sao cho nó tăng lên khoảng 700 thôi. Làm sao để biết được cái này? Đương nhiên thì cũng chỉ dựa vào lý thuyết là kiềm nó làm giảm tốc độ phát triển của bệnh ung thư xuống, thì ít nhất là bệnh nhân cũng sẽ có tăng á, nhưng mà tăng chậm. Còn người nào đáp ứng tốt hơn thì có thể dừng mức 500 thôi, hoặc là nó có thể nó giảm xuống còn 300, 200 chẳng hạn. Và cái kích thước khối u nó có thể nó chậm phát triển hoặc là nó dừng, nó giảm. Đó là mục tiêu mình tới đây ở 3 tháng. Có một số bệnh nhân á, thấy cái phương pháp này nó hiệu quả đó, thì bắt đầu mới về kể cho những người khác. Và những người khác thì nghĩ là các thầy hay lắm, chữa rất là hay, chữa cái là khỏi bệnh ung thư luôn. Rồi nhiều người ta không tin, ta nói làm gì có phương pháp nào chữa hết bệnh ung thư, đi bệnh viện chữa còn hết nên sao tới chỗ đó chữa hết. Ở đây các thầy không phải chữa hết bệnh ung thư nha, mà là hỗ trợ điều trị. Hỗ trợ điều trị chứ không có chữa. Chữa là Tây y chữa. Chỉ có một phương pháp điều trị thôi, là điều trị Tây y thôi mới là điều trị chính thống. Ở đây là hỗ trợ điều trị. Hỗ trợ điều trị thì không thể thay thế cho phương pháp điều trị bệnh được. Các thầy giúp cho những bệnh nhân, cái đối tượng bệnh nhân nãy thầy có giải thích rồi đó. Đừng nghĩ mình chữa đây là chữa khỏi hoàn toàn. Tại vì chữa, mình nghĩ mình chữa khỏi thì bắt đầu mình về nhà mình ăn uống tự do. Uống tự do nó quay trở lại. Đổ thừa nói, ôi sao mấy thầy nói chữa hết bệnh mà sao lại có phát triển. Các thầy đã dặn trước khi mà mình trở về nhà là cơ thể mình từ axit sang kiềm, thì cố gắng giữ cái mức này luôn đi. Rồi về nhà thèm thịt thèm cá quá, bắt đầu ăn vô là từ kiềm trở về axit, nó vẫn có phát triển trở lại mà phát triển nhanh nữa. Cho nên là quý bệnh nhân mà hoàn thành chương trình ở đây rồi thì về nhà cái này là mình hoàn toàn mình không có dùng tới nữa. Trừ khi nào mà mình đi vô quá chất á, xạ trị hóa trị đó, thì cái đó bác sĩ dặn mình ăn là tại vì mất sức, cái thuốc quá chất mất sức nó làm mình cái cơ thể mình tổn thương nhiều, nó cần hồi phục nhanh để vô thuốc nữa, thì lúc đó bác sĩ mới đề nghị mình ăn cái này. Nếu mà một loại nào đó mà nó có hiệu quả mà nó không mất sức thì chắc chắn là bác sĩ cũng loại bỏ luôn. Bác sĩ hiểu là đạm động vật nó có tính axit, nhưng mà vì ưu tiên cái vấn đề vô thuốc điều trị hơn, cho nên thì bác sĩ mới cho mình dùng, chứ không phải là nó tốt không cho dùng đâu. Bác sĩ nói là mình cố gắng mình ăn đạm động vật đi cho có sức khỏe, có sức khỏe để mình vô thuốc, để mình điều trị phẫu thuật hoặc là xạ trị, chứ không phải là ăn để cho nó tốt cho bệnh ung thư. Không có, bệnh ung thư nó chỉ tốt khi mà mình có cái tính kiềm hóa thì nó sẽ có khả năng nó đứng lại tốt hơn. Là bôi tiếp đi chị, bôi hết cái chỗ màu đen. Bây giờ thì vô cái trường hợp đầu tiên nha. Tại vì hôm nay thì mới có giờ hơn một chút mới giải thích, chứ còn mà tới lễ lu bu công chuyện là giải thích không có hết, không hết ý cho bệnh nhân, nhiều khi mình không hiểu. Nếu mà mình không giải trình thì bệnh nhân, tất cả bệnh nhân còn mơ hồ là tới đây kết quả như thế nào sao các thầy không công bố. Nhưng mà công bố cho mình hiểu thì có hôm nay nè, rồi muốn dành thời gian một chút. Bệnh nhân tên là Huỳnh Di Liêm ha. Bác Huỳnh Di Liêm nay có đi không?
Mình bác Huỳnh Duy Liêm là sinh năm 198, 1958, quê ở Long An ha. Bác bị ung thư vòm hầu, ca đó, vòm hầu, ứ nước thận độ 3, kèm theo suy thận, đây nè. Sẽ giải thích một chút. Cái chữ K nè, là cái từ viết tắt của cái ung thư á. K hoặc là US, hoặc là ung thư, hoặc là US. Nó là một nghĩa một nha. Có thể người ta sử dụng từ này để tránh sử dụng từ này và từ này. Thì giữ chữ K. Nhưng mà trước chữ K thường nó có dấu ngoặc, chữ ICD chẳng hạn như là C34, CU đó, là cái mã ICD là mã quốc tế, để cho khi mà dùng cái tờ giấy đó, cái kết quả ra viện đó, cầm, thì mình dựa trên này là mẫu quốc tế, chung một cái mẫu, là mọi người từ trong nước cho tới ngoài nước đều biết mắc cái bệnh này, ví dụ như đây là ung thư phổi nè, còn từ này có khi là địa phương dùng, bệnh viện đó dùng, nhưng mà bệnh viện khác là dùng từ khác. Ví dụ bệnh viện này thì dùng chữ K vòm hầu, nhưng mà bệnh viện khác là để chữ ung thư vòm hầu, còn bệnh viện khác đây là US vòm hầu. Từ nào đi chăng nữa thì cái quy định chung là đưa về cái mã ICD hết, C34 chẳng hạn, hoặc là C bao nhiêu á đó. Thì hiện cái bác này là bị K vòm hầu ha, và cũng đã đi điều trị Tây y rồi. Điều trị Tây y. Tất cả những cái trường hợp bệnh nhân ung thư thì thầy có nói là nếu như mình có điều kiện điều trị Tây y thì mình cứ đi đi. Tại vì nếu như các thầy nói là bệnh nhân xuống đây đi, mình bỏ điều trị Tây y đi. Rồi điều trị mình cứ theo y học cổ truyền, mình không áp dụng điều trị Tây y mà bệnh nặng hơn. Thế nào bệnh nhân cũng mắng vốn với thầy. Sao các thầy không cho mình đi điều trị mà áp dụng ở đây? Chắc chắn là không có chuyện đó rồi. Các thầy sẽ ưu tiên cho vấn đề điều trị trước. Để mình điều trị không được thì các thầy sẽ áp dụng cái y học cổ truyền. Thì đây là bệnh nhân đã được điều trị Tây y nha. Và có ứ nước thận độ 3 nè, có suy thận luôn nè. Cái chỗ này nè là đa số những người mà bệnh nhân có thể sẽ thắc mắc với các thầy là hỏi về ăn cháo đó, việc ăn cháo đó. Nước, uống thảo dược cũng nước, uống nước kiềm cũng nước, thì nó có phù hợp với những trường hợp mà cái thận nó bị yếu nước không, suy thận không, yếu thận không đó. Mình ăn cháo mà mình có cái này nè, là sẽ nhiều người sẽ bị ngại chỗ đó, mình nạp càng nhiều nước vô sợ cái thận mình chịu không nổi. Đối với việc mà mình uống nước và mình ăn uống thông thường nha, còn riêng cái vấn đề ăn cháo là theo phương pháp của cha đó, cháo nano đó, thì nó lại khác. Để khi nào thầy sẽ có dịp, thầy sẽ phân tích rõ hơn cho mình hiểu về cái cơ chế của cái việc mà ăn cháo đối với những trường hợp này. Đương nhiên sẽ khác biệt so với những bệnh nhân mà mình vào đây nó không có ứ nước thận và suy thận, chứ không phải là ứ nước thận và suy thận mình ăn bất chấp đâu. Giống như là bệnh nhân ung thư mà mình không có bị hai cái này, nó sẽ có một cái chế độ ăn riêng mà do các thầy sẽ quyết định cho cái người bệnh đó, cũng là vẫn là cháo nano, nhưng mà cái chế độ ăn nó sẽ khác một chút với những bệnh nhân khác để cải thiện được cái chức năng này, bên cạnh việc hỗ trợ cho vấn đề điều trị ở đây. Cái giấy này là giấy ra viện của bệnh viện ung bướu cơ sở 2 nha, ung bướu cơ sở 2 ngày 10 tháng 5 đó. Bác có xạ trị rồi. Nói cái hồ sơ đầu vào nha. Cái xạ trị rồi. Và chỉ số urea đó, thường nó sẽ có ba cái chẩn đoán về thận. Đối với cái này thì cái dấu ấn ung thư của vòm hầu, hầu là không có nha. Không phải bệnh ung thư nào cũng có dấu ấn ung thư. Ví dụ như mình bác sĩ, mà bệnh nhân hỏi thầy cho đi khám coi coi máu ung thư còn hay hết. Máu ung thư, ý là bệnh nhân muốn hỏi là về cái dấu ấn ung thư á, có còn hay hết. Nhưng mà không phải trường hợp nào
cũng có dấu ấn ung thư. Ví dụ như giờ mũi họng nè thì cái đó không có. Gan, dạ dày, buồng trứng đó, những cái đó thì lại có. Còn một số cái thì không có. Thì mình chỉ dựa trên, ví dụ như cái này thì dựa trên kết quả nội soi. Còn cái này thì dựa trên xét nghiệm máu và cái siêu âm. Thì đây nè, bây giờ nói về hai cái phần phụ trước đi nha. Tại vì Lan lỡ nói với phần này rồi nói luôn. Cái độ lọc cầu thận nè, RFR, cái retinin và cái urea. Đây là ba cái chỉ số của cái ứ nước thận và suy thận. Mình sẽ theo dõi ba chỉ số này. Cái này là độ lọc cầu thận, nó cho mình biết là trong một phút là mình lọc được bao nhiêu. Có thể là cái sức khỏe của từng đối tượng lớn tuổi khác, thì độ tuổi trưởng thành khác, nhỏ tuổi khác, thì 60 đối với lớn tuổi và 90 đối với những người trưởng thành. Retinin là chức năng của thận, và urea, urea thì nó dao động từ khoảng 1.7 đến 8.5. cái chỉ số này nó dao động nè, là tùy vào cái dòng máy mình kiểm tra. Dòng máy á, ví dụ như bệnh viện này sử dụng dòng máy này, bệnh viện kia sử dụng dòng máy kia, thì nó sẽ có khoảng tham chiếu khác nhau, nó cũng lệch một chút. Hoặc là cái do cái đơn vị á, nếu như mà cái urea nè trên 8.5 á là bị yếu về thận, suy thận ở chức năng. Còn nghiêng về dưới 1.7 trở xuống á là nó sẽ làm cho mình cái chế độ ăn mình chưa có đủ. Có thể hình dung được vậy nè, cái urea ha, giống như là cái chất thải, đây là chất thải của tế bào nó thải ra à. Mà nếu như mình nó thải ra trong máu mà cái lượng urea nó trên 8.5 á, ví dụ như 12 đi, có nghĩa là cái thận mình giống như là những người dọn rác vậy đó, sẽ dọn dẹp cái rác thải đó đi. Còn còn cái chỉ số mà nó cao hơn, có nghĩa là cái rác đó không được dọn, nó còn chất đóng đó à, như vậy thì nó sẽ dư thừa cái đó. Mà nếu như mà dưới 1.7 có nghĩa là mình cái sinh hoạt của mình ăn ít quá, mình không có đồ ăn, không có được mua đồ ăn về nhà đó, thì không có bọc ni lông để mà thải ra, thì cái chỉ số urea nó sẽ thấp hơn 1.7. thì có thể dự đoán là chế độ ăn của bệnh nhân có thể thiếu chất. Còn cái chỉ số cao hơn 8.5 là cái thận mình nó hơi yếu. Đương nhiên thì bác sĩ sẽ giải thích rõ ràng cụ thể hơn, nhưng mà thầy cũng nói sơ sơ một chút để cho mình hiểu. Tại vì ở đây á, y học cổ truyền, nhưng mà phải quan tâm tới những cái chỉ số này để hướng dẫn cho bệnh nhân ăn. Chứ nếu không á, là mình ăn không có đúng theo cái phương pháp này á, thì cái kết quả nó lại khác. Tại vì mỗi bệnh nhân nó sẽ có bộ này khác nhau. Ví dụ như giờ bệnh nhân đó, bây giờ cái độ lọc cầu thận của họ nó có 30 thôi, yếu hơn của người bình thường. Như vậy thì cái việc mà mình cho bệnh nhân ăn dồn dập cái cháo nano vào, làm cho bệnh nhân ứ nước thận, cái thận nó bắt đầu làm việc quá tải à, thì như vậy nó lại bất cập hại. Đâu phải là cứ cháo nano là cứ mặc sức ăn đâu. Cái công thức là có, nhưng mà mỗi bệnh nhân á, tùy vào sức khỏe mỗi bệnh nhân mà ăn uống khác nhau. Các thầy cũng phải dựa trên những cái này mà chỉ nè, chứ các thầy đâu có thể nào tự nhiên mà áp dụng chung cho bệnh nhân nào cũng giống nhau à. Như vậy thì mỗi bệnh nhân sẽ dựa vào cái này ha, để mà cái sức khỏe mà trên 90 hoặc là trên 60 đối với từng đối tượng, thì các thầy có thể là không có chống chỉ định, cứ ăn thoải mái. Còn một số người mà yếu về cái này thì bắt buộc phải chia cử ra. Mình không ăn một lần là một, mình ăn cháo mỗi lần ăn một chút, mà mình ăn nhiều lần trong một ngày đó. Bình thường thì mình ăn ba cử sáng trưa chiều, nhưng mà cháo nano nè mà với cái chỉ số ba chỉ số này nè là sẽ điều chỉnh cái chế độ ăn lại. Mình đói mình ăn, nhưng mà mỗi lần mình ăn một chút thôi, để cái áp lực về thận nó sẽ không có áp lực đó. Đây là hồ sơ ban đầu và cái kết quả của ban đầu nha. Cái urea là của bệnh nhân là 24. Để thầy lấy viết đen thầy viết 24. 24 có nghĩa là lệch cái số 8.5 này xa rồi. Thế giờ nếu mà dưới 1.7 là bị chế độ ăn chưa đủ, nhưng mà ngược lại là trên 24 nè, ở trên 8 nè, 8.5 nè, là nó lệch tới 24 luôn rồi à. Vậy thì cái thận của bác này là suy thận là đúng nè, với cái kết quả ban đầu á. Cái thứ hai là cái retinin. Retinin là 765 à,
Cái Retinin thì cho phép là từ 44 đến 110, 44 tới 110, xin lỗi 106 à. Thì cái chỉ số này nó cũng vượt quá nhiều. Cái RFR thì không có thấy đánh giá nên không biết, để trong. Cái đó là kiểm tra vào đầu năm đó, ngày 31 tháng 1 năm 2024. Đó là hồ sơ đầu vào ha. Vậy thì lát nữa đánh giá được cái vòm hầu nó như thế nào nha. Vòm hầu đây là phẫu thuật rồi. À, xin lỗi, không phải phẫu thuật mà là xạ trị rồi. Hồ sơ sau nha. Ngày 19 tháng 10 nè. Thì bệnh nhân đi kiểm tra cái urea trong máu, urea nè. Nó chỉ còn lại có 11 thôi. 1.0 thôi. 24 mà xuống 11.0 là nó xuống cũng nhiều lắm đó. Nó càng xuống nó càng nằm về ngưỡng an toàn chừng nào là sức khỏe mình cải thiện chừng ấy. Về thận nha, về chức năng thận nha. Còn cái Retinin là nó còn có 177 thôi. Từ 765 xuống còn 177. Và cái thứ ba nữa nè, trên siêu âm nha. Trên siêu âm là ứ nước thận độ 2 của hai thận, ứ nước thận độ 1, ban đầu là ứ nước thận độ 3, bây giờ là ứ nước thận độ 1 thôi, và cải thiện cái urea, cải thiện cái Retinin. Vậy thì cái nhóm đối tượng mà bệnh nhân ung thư mà có những cái trường hợp là suy thận hoặc là ứ nước thận thì vẫn có thể áp dụng cháo nano được, nhưng mà không phải ăn uống giống như bệnh nhân bình thường, mà sẽ có những cái chế độ ăn phù hợp với từng đối tượng một, từng cái chỉ số này nè, nó sẽ liên quan tới đó, nên các thầy sẽ chỉ định khi mà bệnh nhân trực tiếp tới đây và áp dụng cái phương pháp này, chứ không phải là mình ở nhà là mình muốn cứ có cháo là mình cứ ăn, mình đè mình ăn. Cứ có bệnh nhân cho đây là 4 lít cháo là nấu đó nha, lúc mà nấu là 4 lít mà tới khi mà ăn là 8 lít à. Nhưng mà mình đâu có thể nào mình ăn cái số lượng này được nha, không được. Mình ăn vừa trong cái mức vừa phải thôi, có thể là từ 2 lít tới 3 lít cháo chẳng hạn, trong cái phạm vi nấu là như vậy. Mà mình ăn ít hơn chút, mình ăn rau xanh trái cây thêm kèm theo là nó đủ dưỡng chất. Và tùy vào mỗi bệnh nhân sẽ cái lượng này sẽ thay đổi nữa. Ví dụ như những bệnh nhân yếu hơn, ung thư gan hoặc là tiêu hóa kém hơn, ăn không được thì có thể là 1-2 lít đó, tùy vào mỗi bệnh nhân. Nhưng mà ăn quá mức như vậy không phải là càng ăn nhiều cháo càng tốt. Cháo là cái cơ bản trong phương pháp này, nhưng mà mình ăn theo đúng cái bệnh của mình, sức khỏe của mình, chứ không phải là mình muốn ăn bao nhiêu là ăn. Còn cái ca vòm hầu nha, vì lý do là bệnh nhân đã trước đó đã đi điều trị xạ trị rồi, nhưng mà do một thời gian sau á, bệnh nhân không có đồng ý tiếp tục xạ trị nữa, lý do sức khỏe không có, xạ thêm một thời gian nữa sức khỏe không có, thì bệnh nhân bỏ cuộc. Và lúc đó là bệnh nhân đã ứ nước thận độ 3 và suy thận rồi, nên bệnh nhân không còn mong muốn để mà tiếp tục xạ nữa. Thì bác mới xuống đây để các thầy giúp. Thì bây giờ cái ứ nước thận độ 3 nó xuống còn độ 1, tại sao mà các thầy không chữa cho nó xuống còn độ 0 đi, không còn độ luôn, để cho mình khỏe, có nghĩa là không còn ứ nước thận nữa thì mới cho về. Nhưng mà không phải vậy, giống như cái vết thương mình đứt tay, ví dụ như mình đứt tay, bác sĩ băng bó cho mình xong, hỗ trợ cho mình một số cái loại thuốc cho mình về nhà điều trị ngoại trú, như vậy thì từ từ nó sẽ liền lại. Ở đây các thầy á, khi mà áp dụng cho mình á, không nhất thiết là phải cho nó trở về độ 0, về độ 0 ở thời gian nó sẽ dài hơn, 6 tháng tới 1 năm ví dụ vậy. Như vậy thì không cần nhất thiết phải vậy, cái thầy tự tin bệnh nhân về nhà giữ đúng phác đồ, hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị là có thể cho về. Thì dặn dò bệnh nhân về nhà cố gắng giữ phác đồ tiếp để cho nó cải thiện tốt hơn nữa. Đó, đó là cái kết quả ha. Và cái giấy nội soi trên hình phim về cái ca vòm hầu á, là viêm mũi xoang họng bình thường, có nghĩa là cái kết quả của cái này nè, nó đã trở về mức bình thường để theo dõi rồi, bình thường
tại sao nó lại bình thường. Các thầy không có nói ở đây phương pháp hay hoặc là chữa hết bệnh đâu, có khi là cái xạ trị trước đó đã làm rồi nhưng mà cái xạ vào lúc đó hoặc là hóa vào lúc đó đó nó chưa có phát huy tác dụng, mà có thể từ 1 tháng cho tới 6 tháng sau xạ sau hóa đó nó mới có tác dụng lên cơ thể, thì lúc đó tự bệnh nhân nó có những cái kết quả tốt. Mà bệnh nhân khi đó xuống đây chữa ở đây, hỗ trợ ở đây, mình lấy cái kết quả nó từ chỗ có cho tới chỗ không có và mình nói mình chữa hay là không đúng nha. Các thầy không có dành công chỗ đó. Có thể là do cái hóa trước đó nó có tác dụng, cái xạ trước đó nó có tác dụng, hay là cơ thể từ axit nè nó sang được kiềm nè, thì tự động cơ thể nó sẽ, cái hệ miễn dịch tự nhiên nó tự động nó chống lại cái này, thì cơ thể bệnh nhân không có thấy tổn thương những cơ quan khác. Rồi ứ nước thận độ 3 nó xuống độ 1, suy thận đó, cái chỉ số này nè, những ai làm bên ngành y tế á, sẽ thấy cái chỉ số này là hiểu vấn đề rồi. Như vậy thì bệnh nhân bác Quỳnh Di Liêm sẽ được về ngày 2 tháng 11. Đó, kết quả là phải vậy đó. Quý bệnh nhân thấy khi mình vô đây, mình đừng có nghĩ là cái chữ hết bệnh nha. Cái hết bệnh đó có nghĩa là mình sẽ không bao giờ tái lại cái chỗ đó, là mình dễ bị nhầm lẫn là về nhà cái mình chủ quan với bệnh. Cái này là trong thời điểm đầu và thời điểm sau, có kết quả rồi về nhà vẫn phải đi khám định kỳ, sức khỏe mình vẫn ăn uống theo cái phác đồ khám định kỳ, ví dụ như 3 tháng mình đi khám một lần hoặc là 6 tháng để mình đánh giá coi cái này nó còn không, hoặc là nó có chuyển biến mới không, thì mình bắt đầu mình điều trị bảo tồn đó. Hoặc là cần thiết thì các bác sĩ sẽ tiếp tục xạ tiếp, ví dụ vậy, mình nếu mình muốn xạ đó. Nhưng mà theo thầy nghĩ thì như vậy là đã tốt rồi, không cần phải đụng gì vô, nhưng mà mình sẽ đi theo dõi sức khỏe của mình định kỳ chứ đừng bao giờ bỏ nha. Nghĩa nhiều khi thấy mình khỏe rồi về nhà nhiều năm nhiều tháng không có kiểm tra sức khỏe mình không biết sao. Có thể thì các thầy sẽ trợ giúp cho mình, cứ đi khám đi, rồi nó có thay đổi gì đó thì có thể gửi qua Zalo của các thầy để mà các thầy trợ giúp cho mình, chỉ định cho mình ăn uống thêm cái gì để bổ sung chất, ví dụ có thể là mình thiếu máu hoặc là men gan tăng hoặc là thận nó yếu như thế nào, ăn uống sao, thì các thầy có thể tư vấn cho mình đó khi mình về nhà. Mời chị, mời dùm. Đó là trường hợp đầu tiên ha, thầy giải thích cho mình hiểu về cái bệnh của bác này để mình thấy được là cái kết quả đầu vô đầu ra mình mong muốn như thế nào. Quý bệnh nhân mà có mệt thì mình cứ mình vào phòng các thầy có giường để mình nghỉ nha. Thầy tư vấn cho mình thêm một số trường hợp, giải trình thêm một số để cho mình hiểu. Thì ngồi ở đây có thể mất thời gian một chút. Giờ lấy trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai cũng chính là người qua bản luôn. Nguyễn Thị Diễm Trinh. Thầy muốn lấy mỗi một cái bệnh là một mẫu thôi để mình dễ hình dung được. Những cái bệnh lý ung thư nó khác nhau thì nó sẽ có những cái hướng khác nhau. Hồi nãy là ung thư dầm hầu, dầm mũi thì coi như là ở phần trên rồi ha. Bây giờ tới bệnh lý là ung thư lympho, là ung thư hạch á, ung thư máu á, không Hodgkin. Đây là bệnh của chị Nguyễn Thị Diễm Trinh ha. Ngày vô thì chị này cũng đã điều trị rồi, đã vô quá chất xạ luôn rồi, vừa xạ vừa hóa luôn. Hóa xạ thì nó tổn thương đến tủy xương, cái xạ hóa này nó có thể nó làm dừng cái sự phát triển của cái bệnh ung thư, thì thấy cái rõ rệt đó. Nhưng mà nó cái di chứng của cái bệnh xạ hóa vào cái lympho không Hodgkin nè, là nó làm cái tủy xương bị yếu, tủy xương yếu. Cái tủy xương này nè là nó sản sinh ra những cái sao ha, bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu.
khi mà xạ hóa thì cái ung thư nó dừng, nhưng mà chưa có hết đâu nha, có nghĩa là bác sĩ vẫn đề nghị theo dõi để có tiếp tục xạ hóa tiếp. Nhưng mà cái di chứng của cái vấn đề xạ hóa đó là nó làm cho cái tủy xương yếu xuống, thì cái khả năng sản sinh cái bạch cầu á nó thấp hơn. Cái bạch cầu nó bao gồm 5 thứ: bạch cầu neutrophil, mono, eso, baso, bạch cầu mono, lympho á, là 5 loại. Thì cái tủy xương nó tạo ra 5 cái loại đó, mà bây giờ nó đã suy rồi thì nó không đủ, nó làm yếu miễn dịch. Miễn dịch có nghĩa là không đủ cái số lượng bạch cầu để chống bệnh. Còn cái hồng cầu á, thì cái tủy xương nó tạo ra 2 loại, xin lỗi, nó tạo ra 1 loại. Thì hồng cầu có nhân, ban đầu nó sẽ sản sinh ra hồng cầu có nhân nha. Là cái hồng cầu nó lớn vậy nè, thì nó sống khoảng 7 ngày. Cái hồng cầu này nó sẽ mất cái nhân đi, nó còn cái hình giống như cái bánh á, bánh donut á, là nó đã trưởng thành rồi thì nó nhỏ lại. Ban đầu là nó lớn nha, nó có cái nhân là nó lớn, bắt đầu cái nó nhỏ lại. Là nó sống được hết tổng cộng là thời gian này với thời gian này là 120 ngày. Cái này là nó chưa tham gia vào cái việc vận chuyển chất dinh dưỡng và chảy trong máu. Còn cái này là nó tham gia nè. Rồi cái tiểu cầu là cái khả năng chống lại những cái tình trạng, ví dụ như mình đứt tay đi thì cái tiểu cầu nó sẽ đông lại để nó làm cho mình không mất máu. Đó. Thì cái chị này á, chị bị cái hồng cầu á, nó bị thiếu đi, nó sản sinh cái tủy xương yếu, nó dẫn đến hồng cầu thiếu, nó sản sinh không đủ hồng cầu, cái bạch cầu nó sản sinh cũng không đủ luôn. Thì khi mà chị xuống đây á, thì chị mắc phải cái vấn đề là bị suy mòn. Suy mòn do là thiếu máu nè, thiếu bạch cầu nè, nó dẫn đến là không có đủ dinh dưỡng để nó nuôi cơ thể. Tại vì cái số lượng mà tế bào á, hồng cầu á, nó vận chuyển những cái chất dinh dưỡng vào nuôi các cơ quan trong cơ thể, và bây giờ nó không đủ, nó dẫn đến sức khỏe của chị không hấp thu được, nó dẫn đến suy mòn. Vừa xuống đây là được một ngày hả, rồi đi vô bệnh viện đa khoa tỉnh nằm luôn được 4 ngày. 4 ngày đầu là đi vô đa khoa tỉnh nằm, bác sĩ chuẩn đa khoa tỉnh chẩn đoán là ung thư lympho không Hodgkin, đã điều trị rồi, rối loạn tiền đình với suy mòn đó. Thì cái nhiệm vụ y học cổ truyền á, là làm sao á để cho cái chức năng này nè nó cải thiện. Ví dụ như nó bị tổn thương nó còn khoảng 70% đi, thì các thầy sẽ nâng nó lên khoảng từ 80 tới 85% chẳng hạn, để cho mình cái tủy xương này nè nó tự nó tạo ra cái hồng cầu mới, máu mới và bạch cầu mới đó. Để cải thiện được cái chữ suy mòn này nè, nó cải thiện lên. Còn cái điều trị á, là đã xạ hóa đã giải quyết, có thể giải quyết một phần rồi, và mình chỉ cần duy trì cơ thể sẽ kiềm thôi. Đó là nhiệm vụ mục đích của cái trường hợp này ha. Thì các thầy phải làm sao cho cái tủy xương này nè nó cải thiện tốt hơn. Cái hồ sơ giữa của chị này đang có đó, tại vì chị còn một lần đi khám nữa, sắp tới đi khám, thì cái hồ sơ giữa đó ở cái vị trí mà cái vùng mà lympho không Hodgkin này nè, là nó chủ yếu là ở vùng mũi trái hả? Giải trình thì không có nhận thuốc được, tại nó làm bị lo ra đó, nên tụi con sẽ không cho nhận thuốc trong thời gian mà tụi con đang giải trình. Cái nội soi kết quả dùng mũi á, là chỉ có viêm họng thôi, mũi họng là chỉ có viêm họng thôi, có nghĩa là không thấy cái sự tiến triển của tế bào lympho nằm ở vị trí đó. Cái vấn đề thứ hai là suy mòn. Suy mòn thì tụi con có làm cái xét nghiệm máu, cái LDH á, LDH này nè, thường là làm trong những cái tế bào lympho thì cũng sẽ kiểm tra cái LDH. LDH nó nằm trong ngưỡng an toàn. Và cái lượng máu ha, cái lượng bạch cầu, tiểu cầu với hồng cầu. Cái bạch cầu ngày trước đó, nó xuống thấp hơn cái bạch cầu nè. Bạch cầu trong xét nghiệm máu, bạch cầu cho phép là từ 3, từ 4.0 tới 10. Mà chị này có 3.5 à. Cái lượng bạch cầu cũ là 3.5, nhưng mà cái lượng bạch cầu mới là 5.1. Có nghĩa là nó đã trở về cái mức mà bạch cầu sản sinh đủ.
Cái kế tiếp là cái hồng cầu. Hồng cầu là 4.3. Nó cho phép trên 3.8. Vậy là đủ về số lượng bạch cầu, đủ về số lượng hồng cầu. Tiểu cầu cũng đủ luôn. Tiểu cầu đủ luôn, 273. Nó cho phép là trên 150. Đó. Đây là mới là hồ sơ giữa nha, nó còn một lần kiểm tra nữa. Là sau đó là nếu mà cái kết quả tốt á, thì phòng khám sẽ cho chị ra về để chị tiếp tục chị giữ phát đồ tiếp và về nhà ăn uống những cái thứ để tốt cho tủy xương. À, đó là kết quả của chị ha. Tại vì cái tủy xương á, mà nếu sản sinh không đủ những cái này nè, là cơ thể mình nó sẽ mòn, ăn mòn, suy mòn dần dần. Cái có thời điểm á, chị xuống còn có huyết áp còn 80 thôi, 80-50 thôi, nó quá thấp. Bây giờ nó lên được 100 rồi. Đó. Là nó cải thiện tốt hơn. À, rồi bôi đi, chị bôi giúp đi. Quý bệnh nhân mình thấy vui không? Vui thì cho chàng pháo tay cái gì nữa để khích lệ tinh thần. Có nghĩa là những cái đối tượng bệnh ung thư khác nhau thì sẽ có những cái hướng điều trị và hỗ trợ điều trị và cái mục tiêu khác nhau. Nó phức tạp lắm chứ nó không phải đơn giản giống như là nói tới đây là chữa là phải kết quả là phải hết bệnh đi về, không phải. Nhưng mà ít nhất cái kết quả nó sẽ đạt được một số cái tiêu chí nhất định. Cái ngày sắp tới là ngày giỗ cha, ngày 2 tháng 11 á, là năm đầu tiên, thì cũng có một số bệnh nhân cũ mà trước đây đã từng ra phòng khám á, thì về đây thăm lại các thầy rồi viếng cha và cũng như là thăm lại các bệnh nhân ở đây. Thì đó là một cái mà mình thấy mình phấn khởi đó. Quý bệnh nhân ở đây mình thấy vậy chứ khi mà mình về nhà mình giữ phác đồ rồi sau này mình trở lại đây phòng khám mình thấy vui lắm. À, cho nên mình ở đây mình cố gắng ha, quý bệnh nhân mình phải cố gắng. Kết quả kế tiếp là của bệnh nhân Hồ Bưởi. Hồ Bưởi là bị ở Ninh Bình, bị ung thư gan Ninh Bình, ca gan, sinh năm 1974. À, cái gan á nó chia làm thì bên phải và thì bên trái ha. Đây nó sẽ được chia thành những cái ô như sau. Tại vì cái gan nó chia làm rất là nhiều thì, mà mỗi một thì á như vậy á, để xác định coi cái bệnh ung thư mình nằm ở khu vực nào của cái gan. Chứ nói ung thư gan là nói chung, gan đa ổ là nói chung, nhưng mà coi cái vị trí á, cái khối u á, nó nằm ở góc nào của cái lá gan, cái chỗ đó có cắt được hay không. Ví dụ như những cái vùng như ngoài rìa khúc này nè, khúc này thì cắt được, mà nó nằm ở chính giữa này nè, đâu có thể cắt được. Nằm chính giữa này rồi đâu có thể nào thọt dao vô gọc bỏ cái lá gan được. Dạ, cảm ơn chú. Cho nên là một số trường hợp là cái khối u ung thư gan là bác sĩ cắt được để làm sinh thiết, một số là không thể cắt được, nó nằm ở chính giữa lá gan thì không có thể nào cắt được hết trơn, khó lắm. Thì có hai cách, một là làm sinh thiết để xác định, để xác định bệnh ung thư gan, còn hai là làm HCC. Cái HCC này nè là không có lấy sinh thiết, u không có cắt ra, mà đáp ứng các điều kiện như sau. Thứ nhất là AFB cao. Cái thứ hai là có hình ảnh trên CT. Cái thứ ba là có cái viêm gan. Đó. Thì ba điều kiện này chẩn đoán ra là bệnh nhân có HCC. Hoặc là nếu chưa có đủ điều kiện này thì bác sĩ để chữa theo dõi. Theo dõi HCC có nghĩa là chưa xác định được có HCC hay không. Còn nếu mà sinh thiết ra ung thư gan rồi á, ca gan rồi thì khỏi nói rồi. Đó. Cái thì á, nó sẽ được chia làm các cái thì như sau nha, được đánh số. Tại vì mỗi chỗ đó, mỗi một vị trí đó, để bác sĩ biết được để mà tô si, để mà đốt, để đốt mạch gan á. Tại vì không phải là tô si hết dùng, mà tô si vào cái chỗ đó thôi.
Ở đây là cái hạ phân thì số 4 và hạ phân thì số 7. Cái hạ phân thì bên gan trái nè, số 1 nè, số 2 nè, số 3 nè, 4A nè, 4B nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè. Còn cái 9 nó nằm ở chính giữa. Chính giữa nằm đây, 9. Như vậy thì cái hạ phân thì số 4 là nó nằm ở đây. À, trên đây thì bác sĩ không có để là nó nằm ở cái 4A hay 4B thì nó mặc định là 4 chung luôn. Là nằm chính giữa đó, giữa của cái gan bên trái nè. Hạ phân thì số 7 là ngay góc này. Đó. Có người thì nó lại nằm ở đây, người nằm đây, người nằm đây, hoặc là nó rải rác tùm lum hết. Nó không có cố định là một cái vị trí nào, đa ổn mà. Thì cái này là cái hồ sơ gốc nha, hồ sơ đầu vào. Và kết quả là di căn hạch cổ. Hạch cổ. Đó là hai cái điểm tổn thương ban đầu. Cái kết quả của ngày ở đây là bệnh viện ca nha, bệnh viện ca chẩn đoán. Bệnh nhân chưa điều trị gì hết, chưa điều trị đặc hiệu. Đặc hiệu có nghĩa là chưa có sử dụng cái phương pháp nào để điều trị hết. Bác sĩ có đề nghị vô thuốc rồi nhưng mà bệnh nhân là không có đồng ý, tại vì không có kinh phí. Thì nãy như thầy nói rồi đó, nếu như mà mình có điều kiện thì nên vô gặp bác sĩ. Một là Toshi, ngồi đi đứng đứng đó, ngồi đi quý bệnh nhân, mình ngồi đi đứng đứng, thầy đứng được rồi, bệnh nhân ngồi đi. Thấy từ tự nhiên thấy đứng ha, mỗi chân dùm cho. Hồi nãy là hai trường hợp mà bệnh nhân đã điều trị có vô quá chất có thuốc, còn ca này là chưa có vô quá chất, chưa vô thuốc gì hết, vẫn còn y nguyên. Thường thì cái lá gan á, nó phát hiện rất là trễ, mà hãy phát hiện được rồi nó qua giai đoạn 4 luôn. Cái mà các thầy lo sợ nhất của cái tình trạng ung thư gan á, là nó sẽ tổn thương qua cái phúc mạc. Phúc mạc, cái phúc mạc là cái màng bụng bên ngoài á, cái thành bụng bên ngoài của mình, nó có giống như cái dạng túi, cái dạng lưới vậy đó, giống như cái lụ vậy đó. Nó có những cái khoang chứ nó không phải giống như cái bọc. Ví dụ như cái bọc này ha, nó có một cái lượng dịch nhất định, mình ấn vô đây cái dịch nó sẽ chảy qua bên đây, ấn qua bên đây nó chảy qua bên đây, ấn này nó chảy qua bên này. Nhưng mà cái túi đó, nó có những cái khoang giống như là cái chế lụ á, thì mỗi khoang á nó sẽ có dịch trong đó. À, cho nên mình ấn vào trong đây thì cái khoang khác thì nó không có bị chảy qua, và tự nhiên thấy nó căng ở chỗ đó lên. À, phúc mạc nó rất là nhạy cảm với những cái vấn đề tổn thương. Và hiện tại đó, thì sau khi quá trình mà hỗ trợ điều trị đó, thì chưa có thấy cái tổn thương vào phúc mạc. À, cái gan nó sản sinh cái albumin. À, cái gan nó sản sinh cái này, mà nếu cái này mà thiếu, ví dụ như 35 đến 50, mà thiếu thì nó tự động nó sẽ tăng cái tiết dịch lên, nó tăng dịch ổ bụng. Thường các thầy sẽ ở đây á, các thầy sẽ thấy là những bệnh nhân ở đây nhiều ca bị ổ bụng lắm, dịch ổ bụng á, trướng bụng lên, có dịch phù thủng ở chân chẳng hạn. Thì cái điều đầu tiên á là có thể các thầy thuốc á sẽ chú ý nhiều về albumin để coi có đủ không. Cái thứ hai là các thầy sẽ chú ý về cái lượng đạm thực vật. Cái đạm thực vật này nè là cái khẩu phần ăn thay thế cho đạm động vật. Đạm động vật ở nhà mình á, mình ăn uống cái đạm động vật để mình có sức khỏe, mình vô quá chất, nhưng mà vì nó là axit mà tế bào ung thư nó phát triển trong môi trường axit hóa, thì các thầy đã loại bỏ cái đạm động vật đi rồi, các thầy mới áp dụng cho bệnh nhân là đạm thực vật. Tại vì cơ thể mình không thể thiếu đạm được, bởi vì khi mà thiếu đạm á thì nó sẽ tăng cái dịch ổ bụng lên. À, khi mà đi bệnh viện á, bệnh nhân mà bị kiểm tra ra là thiếu đạm protein thì bác sĩ mới đề nghị mình ăn nhiều đạm vô. Đối với những đối tượng mà có dịch nè, bác sĩ cũng đề nghị mình ăn thêm đạm.
đáng chi. Hãy có đạm đủ thì cái dịch bụng á nó sẽ ít có tiết ra, hoặc là nó sẽ giảm cái lượng dịch đó lại một chút. Tuy nhiên nó sẽ còn nhiều yếu tố nữa. Ở đây các thầy muốn khuyên bệnh nhân á là cố gắng làm sao duy trì được cái nguồn đạm nè, đạm thực vật nè, nó trong nấm, đậu và hạt. Nấm nó là được gọi là mycoprotein ha, mycoprotein. Đó, nấm, đậu và hạt. Mình ăn đa dạng các loại nấm nha. Nấm tuyết, nấm bào ngư, nấm kim châm, nấm đông cô, nấm mèo, nấm rơm, tất cả các loại nấm. Đậu, đậu que, đậu bún, đậu cô ve, đậu bắp, đậu rồng, đậu hòa lan, hoặc là đậu xanh, đậu đen, đậu trắng, đậu nành, đậu phộng, hạt sen, hạt nè, hạt sen, hạt ốc chó, hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt chưa, hạt gì đó, không còn nhiều hạt nữa, hạt chia. Đó. Thì mình phải ăn đa dạng những cái nhóm này nè để mình bổ sung được nguồn đạm. Nhưng mà cái đạm động vật á nó khác với đạm thực vật ở chỗ này nè, tại vì cũng thường hay nhắc cái chỗ đó, nên thành thử ra hôm nay có dịp nói chung luôn cho bệnh nhân hiểu. Thường hay lấy mấy cái cục này ra lắm, này là mua để dành dán mấy cái giấy lên trên cái bảng, nhưng mà sao nó thấy nó ví dụ được thì thôi để luôn làm minh họa. Chứ ban đầu cũng không nghĩ dùng mấy này để minh họa đâu, nhưng mà tại vì tiện là xài luôn. Cái này là cái protein của con người nha. Ví dụ như mình hình dung đi, cái này là cái cấu trúc protein của mình, là nó nhóm này đó, những cái hạt nhỏ nhỏ li ti li ti này nè, nó dính với nhau á. Cái này được gọi là acid amin. Cái acid amin á nó có 20 loại, nó ráp theo cái mẫu của nó hình thành nên cái protein của con người, nó tạo thành các cơ quan, mô này mô nọ mô kia, nó theo cái công thức của nó. Đây là cái protein của con người. Cái đạm động vật á nó sẽ giống hầu hết như cái mẫu này, nó chỉ khác một chút thôi. Ví dụ như nó không có cái này, còn lại là nó có hết. Cho nên là khi mà các cô bác mà làm ngoài trời, ngoài đồng, ngoài án, đồng án đồ đó, ngoài hoặc là làm hồ á, mình thấy mình mệt, đi vô nhà mình ăn thịt cá chút xíu vô, cơm với chút cá hoặc là thịt đó, mình thấy mình mau khỏe là do cái công thức này nè, nó gần giống như của mình. Nên khi ăn vô á, nó chỉ cần một hai cái nữa là nó đủ, nó ráp lại, nó trở thành cái đạm của mình, cái protein của mình. Nhưng mà cái đạm thực vật nó lại khác. Cái đạm thực vật á nó lại ít hơn so với đạm động vật, tại vì công thức nó khác mà. Ví dụ như đây là đậu xanh, nó sẽ có một nhóm protein ít hơn thôi. Đây là đậu đỏ, đây là đậu đen, đây là đậu trắng, đây là đậu phộng, đây là hạt sen, đây là hạt chia, đây là hạt hướng dương chẳng hạn. Thì mỗi một loại đậu của đạm thực vật á, nó chỉ có một hoặc hai nhóm protein nhất định thôi, nó ít hơn của động vật. Ví dụ như mình ăn ngũ cốc đi, hoặc là mình ăn một số loại đậu đi, thì nó bổ sung được nhóm đó đó. Ví dụ nhóm này có thể là mình đang thiếu, mình ăn vô mình thấy khỏe, nhưng mà tới một thời điểm nào đó nó sẽ dư cái nhóm này, nhưng mà còn nhóm còn lại thì nó chưa có đủ để nó tổng hợp được thành cái công thức của mình. Như vậy thì khi mà đi bệnh viện á, bác sĩ nói ăn chay phải không, rồi la một chập luôn. Thậm chí là bác sĩ hâm là ăn chay đi là tôi không điều trị đó. Mình thiếu chất nè, mình đang thiếu chất nè, tại vì mình ăn nhóm này có nè mà nhóm này mình không có. Thành thử ra là ví dụ như đậu hũ thì mình ăn cứ tối ngày đậu hũ không, mình nghĩ đậu hũ nó cũng là đạm, mình ăn đậu hũ không thôi, nhưng mà những nhóm đậu khác là mình không ăn, mình không bổ sung. Tại vì cái chế độ ăn đạm thực vật á, mình phải chế biến được, mình ăn nhiều được thì mình mới đủ chất, còn nếu như mình ăn một hai thứ là nó không bao giờ đủ. Như vậy thì mình phải ăn đa dạng cái nhóm này lên đó, thì mới ráp thành công thức của mình. Nấm, đậu và hạt, mình đừng lại thuộc vào một loại. Ví dụ như mình ăn đậu hũ là đậu hũ không, năm loại ngũ cốc là ngũ cốc không, như vậy nó sẽ thiếu. Mà mình ăn đa dạng hết luôn, hãy loại nào là tên là nấm, tên là đậu, tên là hạt, cứ ăn cái này cho nó đủ. Ví dụ như mình ăn cái này, có đó những đối tượng bệnh nhân á ăn không tiêu đi, ung thư gan, ung thư mật được, hoặc là ung thư tụy đi, mình ăn không tiêu cái này khó tiêu quá, lược bỏ cái đi, lấy nước uống thôi.
cái phần nước thôi. Nhưng mà phần nước thì mình phải cộng, để mà mình tăng chất lỏng, tăng lỏng thì đồng thời mình cũng phải tăng muối. Muối là natri đó, sodium á. Tại vì nếu mà mình không tăng đồng loạt này nè, mình tăng muối, tăng chất lỏng lên mà mình không tăng muối, nó sẽ làm giảm điện giải của mình. Nó giảm cái này nè, nên là mình sẽ đi bệnh viện truyền nước biển. Thường xuyên nhất thấy nhất là ói, bị ói à. Để tránh trường hợp mà phải truyền cái này thì tốt nhất là mình ăn chất lỏng thì mình tăng muối lên. Vậy thì bệnh nhân hiểu chỗ này ha. Để mà mình có những cái dạng như là có dịch ổ bụng rồi đó. Một số bệnh nhân hỏi á, hỏi con á, là có dịch ổ bụng rồi nên đi hút không? Có nên đi hút không? Thì con mới trả lời á, là nếu như trong trường hợp á mà mình còn chịu đựng được, mình ăn uống được thì mình nên ăn uống chứ khoan hẳn đi hút. Bởi vì cái dịch đó đó, cái dịch đó đa phần là dịch dinh dưỡng, nó không phải là dịch ác tính, nó là dịch dinh dưỡng. Khi mà mình ăn vô thì cái điều đầu tiên là những cái dịch, cái chất dinh dưỡng nó sẽ đi vào các cơ quan khác để nó làm cho mình khỏe. Nhưng mà khi mà mình mắc bệnh ung thư gan và mình dướng phải cái dịch ổ bụng á, thì cái dịch ổ bụng đó là những cái chất dinh dưỡng nó tụ về đó. Khi mà mình không ăn gì hết thì cái dịch đó nó sẽ nuôi lại mình. Còn khi á là mình đem đi mình hút á, mình hút một lần thì nó giống như cái giếng rồi đó, mình khoan cái giếng, rồi các cô bác hồi xưa có cái giếng nó đào á biết rồi đó, mình hút cạn cái giếng nó đi, cái ngày hôm sau nước nó vẫn đầy lại à. Thì cái dịch ổ bụng cũng vậy, mình hút một lần xong nó đầy lại, hút một lần, và mỗi lần hút như vậy là mình mất, lấy đi một phần dinh dưỡng của mình, lấy ra rồi nó lại tập trung dinh dưỡng lại chỗ đó nữa, nó lại đầy lại. Như vậy thì càng hút thì mình sẽ càng lụy lại thuộc vào cái vấn đề hút đó, và nó làm cho cái dịch ổ bụng nó mình khó chịu hơn, và mình sức khỏe mình lại đi xuống nữa. Cho nên là bất đắc dĩ á, thì mình mới đi hút. Mà ví dụ như đi tới bệnh viện á, mà mình thiếu máu thì bác sĩ không bao giờ dám hút. Lỡ mà mình thiếu máu mà hút cái nữa ra là mình nằm một đống, là bệnh nhân sẽ mắng vốn bác sĩ liền. Cho nên phải thông cảm cho bác sĩ, chứ không phải mình có dịch là mình đi hút đâu. Cứ hễ mà cứ có dịch là cứ đòi đi hút cho nó bớt dịch, là không phải vậy nha. Đừng hiểu theo hướng đó. Mà nên tốt nhất là mình trước tiên là mình phải bổ sung cái đạm thực vật. Cái đạm thực vật này rất là quan trọng đối với bệnh nhân, đặc biệt là có cái dịch bụng hoặc là dịch phổi, dịch màng tim, thì mỗi ngày người nhà chú ý giùm cho con là cố gắng bổ sung cái này. Mình có thể mình xào đậu que, đậu bún, đậu cua ve, đậu bắp, mình xào lên lấy cái đạm đó cho ăn. Hoặc là mình nấu sữa hạt, nếu có điều kiện á, mình mua một cái máy làm sữa hạt. Nhưng mà tốt nhất á, mình nên mua cái loại mà nó phân tách ra là nước riêng, cái riêng á. Có một số máy là nó đánh tan luôn, là vừa cái vừa nước thì nó làm nhuyễn mất à. Nhưng mà nếu như bệnh nhân mình là ăn không tiêu á, thì mình lược bỏ cái đi. Thì mấy cái máy mà nó đánh tan hoàn toàn á, là mình khó tiêu hơn là cái máy lược, có lược. Có lược là mình tự mình lược cái bỏ bớt đi cái phần tinh bột á, là nó không tiêu, nó làm gây độc cho cái dạ dày. Như vậy thì mình lấy phần nước mình uống thôi. Còn nếu như mà mình uống được thì mình cố gắng uống luôn, cả cái luôn, ăn cả cái nước luôn. Chứ mình đừng có loại bỏ cái không mà mình lấy nước không là nó không được. Tại vì cái chất xơ nó quan trọng lắm á. Cái chất xơ á, nó không phải chỉ giúp cho cái người bệnh đó là dễ đi cầu không đâu, mà tất cả các cái chất xơ á, nó đều quan trọng nuôi cái vi sinh vật á, cái hệ vi sinh á, vi sinh ở trong dạ dày á, nó có cái hệ vi sinh, và trong cái hệ thống ống đường ruột nó cũng có hệ vi sinh. Ví dụ như là lợi khuẩn nè, hại khuẩn nè, hoặc là vi khuẩn trung tính nè, nó tạo ra một cái môi trường vi sinh vật á, trong người mình phải sống nhờ nó đó. Hãy mà mình không có vi nhóm vi sinh này là cơ thể mình nó sẽ suy nhược xuống và không có sống nổi. Tại vì một số chất á, cơ thể mình không có tự sản sinh được, mà cái hệ vi sinh này khỏe nè thì nó sản sinh ra những cái chất đó, miễn sao mình cung cấp đủ cái nguồn thực phẩm cho nó thôi là nó sẽ khỏe, và nó sẽ sản sinh được. Cái đường ruột mình tốt thì mình mới khỏe. Nhưng mà muốn đường ruột tốt á, thì phải cung cấp chất xơ cho nó. Tại vì cái hệ vi sinh này rất là thích chất xơ. Ví dụ rau xanh nó có chất xơ nè, hoặc là trong vỏ đậu, tất cả các vỏ đậu, cái phần gạo lứt tím than á, là nó có phần vỏ bên ngoài đó là cái lớp cám á, và có một số cái phần đó là chất xơ đó. Thì mình có chất xơ mình bổ sung cho hệ vi sinh đó thì
cái hệ vi sinh đó nó sẽ tiết ra những cái chất cần thiết cho mình. Có một số trường hợp nói lợi khuẩn thì mình nên có mà hại khuẩn thì mình không nên có, nhưng mà không phải, hại khuẩn nó cũng có lợi nữa, tại vì hại khuẩn là vi khuẩn trung tính nè, và lợi khuẩn nó làm ra một cái môi trường ổn định cho cái ruột của mình. Nếu mà lợi khuẩn không, không có hại khuẩn, thì cái cơ thể của mình nó sẽ bị mất cân bằng liền, mất cân bằng hệ vi sinh liền. Cho nên là nhóm nào cũng quan trọng như nhau. Không phải bởi vì cho nên ăn kỹ quá nó cũng không được. Nói vậy không phải là mình mua đồ ăn về là mình ăn uống một cách dễ dàng đâu. Tại vì có khi mình ta sự phân sự thuốc vô đó mình phải rửa kỹ. Rồi bây giờ quay trở lại với trường hợp này. Cái hồ sơ về sao á, hồi trước có men gan đó nha. Dạ, bác cứ để đi. Hồi trước bệnh nhân có men gan cao. Men gan cao là nó lên tới 80 AFB, ALT, GGT. Dạ. AST, đó. Đây là men gan nha. Để mà cái gan này tổn thương đa ổn thì cũng kiểm tra cái bộ men gan luôn. Men gan này lên tới 80. 100 mấy á, quên này. Khi mà bệnh nhân đi kiểm tra lại cái lần sau á thì nó còn lại nó có 53 thôi. Nhưng mà cái ngưỡng cho phép á nó phải dưới 40 và chỉ số GGT phải dưới 50. Thì cái giờ chỉ số của bác trai đó là cái men gan nó chỉ còn có 53 và 36 thôi. Cái này là 36 nè. Cái này là 50, 53 nè. Thì nó đều sắp xỉ ở ngưỡng 40 hết. Có nghĩa là cái men gan á, chức năng gan á của bác này cải thiện tốt. Cái tình trạng khối u á, cái tình trạng khối u ban đầu á, và cái kết quả sau thấy nó có giảm nhẹ, nhưng mà coi như là nó dừng chứ không phải là nó không có ha. Từ 30 cái khối u nè, đó là 31, bây giờ nó còn có 28 thôi. Thường thì khối u nó sẽ tăng lên theo thời gian, khối u đa ổ nó sẽ tăng lên theo thời gian, nhưng mà trong cái khối u này nó xuống được 28, nhưng mà trên nguyên tắc là nó xuống không có 3 mm thôi, được xem là nó dừng, nó không phát triển lên thêm về cái vị trí cái khối u. Và cái thứ hai nữa là nó không có dịch ổ bụng ha, nó không có chứng dịch. Còn AFB á, để coi cho cái viết đỏ đây, AFB nè, AFB trong ngưỡng bình thường, và cái CLE nói chung trong ngưỡng bình thường luôn đó. Đó là kết quả cuối cùng của bệnh nhân có được khi mà làm kiểm tra ra cái hồ sơ sau. Vậy thì trường hợp này cũng cho ra phòng khám luôn. Nó còn một thứ nữa, đó là cái hạch cổ. Cái hạch cổ á, ngày trước là nó sưng lên, nó sưng cái hạch cổ lên, lý do là nó đã di căn vào trong đó. Trong cái quang ổ bụng thì không thấy nha, không thấy cái khối u đó, còn cái hạch cổ thì nó có. Để con coi cái giấy nãy bệnh nhân mới đưa. Hạch cổ thì hồi trước đó là 30, còn bây giờ nó xuống 31 luôn. Hạch cổ nó cái thước nó bằng với cái khối u trong gan luôn á. Bây giờ nó có cái thước nó còn có 14 nhân 28 thôi. 28 thôi. Nó giảm ở cả cái hạch cổ và giảm ở cái chỉ số khối u và ổn định ở chỉ số AFB. Đó là kết quả cuối cùng của bệnh nhân nha. Rồi chị voi đi. Bây giờ muốn nói thêm về cái buồng trứng cổ tử cung nữa, để cho đa dạng hơn về cái những cái đối tượng bệnh khác nhau, để cho quý bệnh nhân hiểu á. Mình không phải tới đây để chữa cho hoàn toàn hết bệnh, tại vì cái chữ hết bệnh nó rộng lắm. Cái chữ hết bệnh đó đối với tây y không bao giờ sử dụng cái từ đó trên một bệnh nhân ung thư,
mà chỉ là tiến triển không thay đổi hoặc là ổn định thôi. Chứ bác sĩ ở tại bệnh viện cũng không bao giờ kết luận cho một bệnh nhân là trên giấy ra viện là hết bệnh hết. Cho nên mình phải hiểu cái từ hết bệnh nó không có trong cái vấn đề cái danh mục mà mình mắc bệnh ung thư, nhưng mà có thể mình sẽ ổn định hoặc là bệnh có giảm. Cái kết quả thầy muốn nói tiếp cho quý bệnh nhân. Là ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung. Ung thư cổ tử cung, ở mạc tử cung của cô Vũ Thị Thoan nha. Bệnh nhân tên là Vũ Thị Thoan, sinh năm 1968, ở Hưng Yên ha. Thầy rất thương cho những bệnh nhân ở xa tới đây, có nghĩa là vượt cả 1.000-2.000 cây số để tới được phòng khám này, chứng tỏ là những bệnh nhân đó có cái niềm tin rất là mãnh liệt tới phòng khám. Thì những bệnh nhân đôi khi những bệnh nhân ở gần á thì mình thấy là mình sát bên á, đôi khi mình cảm thấy là mình phải mừng hơn những bệnh nhân ở xa mà họ có tới đây, mà mình ở gần mình có điều kiện hơn mình tới được tới phòng khám này, đó là một may mắn lớn. Tại vì cái việc mà di chuyển xa như vậy nó gây mất sức rất là nhiều, mà phải lo lắng hết trong chuyện nhà rồi mình bỏ thời gian mình tới đây. Cho nên là tụi con rất là trân trọng tất cả quý bệnh nhân mà tới đây mà giữ phác đồ. Ung thư là ung thư nội mạc tử cung. Thường thì những cái khối u á mà nó nằm ở vị trí buồng trứng cổ tử cung á thì bác sĩ sẽ khám, mà chủ yếu là do bệnh nhân á đi khám tại bệnh viện khi mà có những bất thường, ví dụ như ra chất trắng hoặc là ra máu nhiều đó, thì bất thường á bệnh nhân đi khám bệnh ra phát hiện ra có cái nang buồng trứng tử cung hoặc là cái khối u trong tử cung đó. Thì trong những trường hợp như thế này đó, nếu mà chưa di căn vào các cơ quan khác, ví dụ như chưa căn di căn hạch cổ, nếu mà di căn hạch cổ thì có thể bác sĩ sẽ đánh hóa chất luôn. Còn trong trường hợp này thì bác sĩ sẽ phẫu thuật sớm cái khối u này đi. Trong trường hợp mà mình không phẫu thuật được á, thì sẽ theo dõi, nhưng mà đa số là sẽ phẫu thuật luôn, cho dù là nằm ở buồng trứng hay cổ tử cung á thì phải cắt bỏ luôn, toàn bộ luôn chứ không có để nha. Tại vì lý do tại sao mà bác sĩ phải cắt sớm là tại vì ở phía trước á, nó có cái bàng quang đó, đây là thận nha, đây là bàng quang đó. Đây là quả thận trái ở thận phải nè, quả thận trái nè, đây là ống niệu quản, cái này là đường niệu đạo, còn này là bàng quang. Thì khi mà cái khối u này nè nó lớn lên nó sẽ chèn ép vào cái bàng quang này, nó ép cái bàng quang này, nó làm cho bàng quang này không thể giữ được cái nước tiểu ở đây được, tại vì nó đã nhỏ lại rồi, mà khi mà nó nhỏ lại nó không giữ nước tiểu thì nó sẽ đẩy nước tiểu lên hai cái ống niệu quản ở đây, mà khi đẩy nước lên đây á, thì nó gây ứ nước thận. Nếu mà mình không phẫu thuật sớm cái này nè, ứ nước thận ở trên này, thì việc ứ nước thận ở đây á, bác sĩ sẽ có thể là sẽ mở thận ra da. Mở thận ra da là mình phải đeo cái túi qua hai bên á để lưu dẫn cái nước tiểu đi, tại vì lúc này bàng quang mình đã bị tắc rồi. Đây nè, nó khó lớn quá chèn ép này là không làm gì được, hễ mà nó quá lớn thì không còn có thể làm được cái gì trên này nữa, bắt buộc phải mở cái này. Mà thường á, thì mở cái này thì nó cũng rất dễ nhiễm trùng, tại vì đặt ống mà. Một ví dụ như cái ung người bệnh nhân đó là ung thư niệu quản đi, cái khối u này đi, thì bác sĩ sẽ dẫn cái ống cắt cái này, cắt bỏ cái phần này, gắn một cái ống GG vô, gọi là phương pháp nối GG. Còn cái trường hợp mà ngay buồng trứng cổ tử cung á, thì để tránh đi với trường hợp mà bệnh nhân ra máu nhiều, thế mà cái này mà để nữa là ra máu nhiều dẫn đến mất máu, thiếu máu.
thiếu máu như vậy sẽ sức ảnh hưởng tới sức khỏe, mà để khối u lớn nữa thì nó chèn ép qua bàng quang. Cho nên là trong nhiều trường hợp này thì bệnh nhân sẽ cắt bỏ sớm. Còn trong những trường hợp mà không có điều kiện để điều trị á, thì lúc đó thì mình sẽ theo dõi. Nhưng mà tới một lúc nào đó mà quyết định bắt buộc phải phẫu thuật, vẫn phải phẫu thuật. Cái đó là an toàn nhất. Rồi nếu phẫu thuật xong mà nếu còn tổn thương các cơ quan khác thì lúc đó mới điều trị tiếp. Dù vậy thì cái cô này nè, cô Vũ Thị Thoan này đã cắt bỏ rồi và vô hóa chất hai chu kỳ, vì không có đủ sức khỏe để vô tiếp nên cô mới lựa chọn y học cổ truyền. Thì vậy thì khi mà cắt cái khối này đi rồi thì bây giờ mục tiêu của các thầy nó sẽ khác hơn so với những đối tượng mà còn khối u. Tại vì khác cắt đi rồi, hãy bệnh nhân đã cắt đi cái khối này rồi thì đâu còn cái khối u đó nữa. Thì cái mục tiêu của các thầy á là sẽ kiểm tra sức khỏe của mình, xem coi nó có những cái biểu hiện bất thường hay di căn cơ quan khác hay không. Cái vai trò của y học cổ truyền vẫn phải theo dõi sức khỏe của bệnh nhân, có những cái điểm bất thường á sẽ báo với bệnh nhân biết, cô có một cái khối u bất thường ở một cái cơ quan nào đó nữa và cô nên điều trị. Thì bệnh nhân có thể trở về bệnh viện để mà kiểm tra sức khỏe và điều trị, chứ không phải là các thầy ở đây các thầy nói là tất cả bệnh nhân đều theo y học cổ truyền là uống thuốc nam bỏ tây y hết đâu. Thấy không, ngay từ đầu thầy nói rồi, y học cổ truyền cũng có một cái chức năng là theo dõi cái sức khỏe của bệnh nhân và có nhiệm vụ trách nhiệm là phải báo cho bệnh nhân biết cái sức khỏe của cô chú đang tiến triển ở những cái điểm này để cho mình có cái sự lựa chọn để mà điều trị cho kịp thời. Như vậy thì cô này cắt bỏ rồi thì nhiệm vụ của các thầy á là theo dõi di căn, tình trạng di căn. Tại vì không biết là cái chỗ này là cắt rồi nhưng mà nó có tổn thương chỗ khác nữa hay không. Ví dụ như thường thì cổ tử cung buồng trứng nó hay di căn lên hạch thượng đòn ở trên này nè, và các cơ quan khác ví dụ như di căn vào trong gan, thì các vị trí đó là các thầy theo dõi. Thì cái kết quả hồ sơ sao á của cô á là không thấy di căn ha, ở trong ổ bụng cũng không thấy, cái tiếng giáp và tiếng vú là nhũ pha cũng không thấy luôn. Có nghĩa là nó có nhân ở trên cái vùng vị trí tiếng giáp là đa nhân giáp hai thì, cái này là lành tính nha. Cái hạch thượng đòn hai bên nhưng mà còn rốn hạch, có nghĩa là hạch viêm á, không tăng sinh mạch máu nha. Cái ung vú thì là lành tính. Và cái chỉ số nè, nhiệm vụ của các thầy tiếp tục là theo dõi tiếp cái chỉ số này, cũng báo cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể tiếp tục theo dõi ASB CE CA 125 CE 19-9. Tất cả mấy cái chỉ số này đều nằm trong ngưỡng an toàn hết. Cái này là ASB là dành cho gan, CA là chỉ số phụ của nó, và đường ruột CA 19-9 là ung thư tụy nè, rồi này là buồng trứng nè. Đó, kiểm tra những cái này. Nhưng mà quý bệnh nhân lưu ý nha, cái dấu ấn ung thư không phải là khẳng định mình hết bệnh ung thư nha. Cái hồ sơ đầu vào của mình á là làm sinh thiết, mình sinh thiết mình biết bệnh ung thư qua sinh thiết hoặc là qua các cái kiểm tra khác mà để đánh giá như HCC đó. Thì hồ sơ sau những cái kiểm tra này nè là để đánh giá coi nó tăng giảm bệnh nó như thế nào, để mà phục vụ cho quá trình điều trị, cũng như là dựa trên đây để mình có thể mình điều chỉnh cái loại thực phẩm mà mình ăn, chứ không dùng để đánh giá là mình còn bệnh hay hết bệnh ung thư nha. Dựa vào chỗ này mà nói mình là ung thư ác tính hình lành tính là không đúng với khoa học. Cái đó là không biết gì. Ví dụ như hồ sơ đầu vào sinh thiết ngay vị trí khối u đó là ác tính, thì làm sao cũng làm sinh thiết vào vị trí đó, bác sĩ kết luận là cái chỗ này là không thấy tế bào ác tính trên mẫu thử thôi. Thì có cái chỗ này ác tính, cũng làm chỗ đó mà là không thấy ác tính trên mẫu thử, thì nó có cái đó, chứ không có cái chuyện mà ung thư ác tính thành ung thư lành tính theo cái hướng mà kiểm tra bộ chỉ số này âm tính là mình kết luận là ung thư ác tính hay lành tính.
Nếu mình đang quên lưu ý nha, chứ để nói về nhà nói tôi kiểm tra chỉ số này rồi, hết bệnh ung thư rồi đó, là về nhà là không ai tin mình đâu, mình bị cười nữa đó. Tại vì mình không hiểu đúng, mà không hiểu đúng á, dẫn đến tình trạng là mình chủ quan với bệnh, mình sẽ chủ quan với cái bệnh của mình, thì mình về nhà mình ăn uống tự do, mình nghĩ mình khỏe mà mình hết bệnh rồi, cần gì ăn uống theo đúng phác đồ nữa, mình ăn uống tự do là không được. Rồi, quý bệnh nhân hiểu nha, có nghĩa là một số bệnh nhân đã loại bỏ đi cái khối u đó rồi, thì bây giờ cái mục tiêu của các thầy là kiểm tra coi có còn di căn hay không, và cái chỉ số, những cái chỉ số này có ổn định hay không, đó là cái kết quả cuối cùng mà bệnh nhân sẽ đạt được. Chứ giờ đâu còn khối u nữa đâu mà bây giờ kiếm cái khối u nữa. Ví dụ như mà đã phẫu thuật rồi mà hôm nay vô đây nè, có di căn từ lưa lên, di căn gan, di căn ổ bụng, tất cả các thứ đó đó, thì các thầy sẽ nói ừ thôi mình tiếp tục mình điều trị đi. Còn riêng những trường hợp này thì các thầy khuyên mình là giữ đến phác đồ khi mà về nhà, mình cũng không được chủ quan nha. Mặc dù ở trên cái kết quả là không thấy di căn á, nhưng mà về nhà vẫn phải tiếp tục theo dõi sức khỏe của mình, và về nhà vẫn phải ăn như vậy. Ăn như vậy là để cho cơ thể mình nó kiềm hóa, kiềm hóa thì cái sức khỏe mình nó mới giữ lâu dài được. Kể cả người khỏe cũng vậy, khi người còn khỏe đó là cơ thể mình phải kiềm hóa để mình tránh đi mình mắc bệnh. Và hãy axit hóa đó là nó sẽ phát sinh rất nhiều loại bệnh khác nhau trong cơ thể, thì cái bộ nó sẽ ảnh hưởng đến cái bộ gen. Hãy cái gen của mình á giống như cái mặt trăng vậy đó, giống như cái bong bóng nó có cái mặt trăng, mỗi người á được sản xuất ra là có, là mỗi một người là mỗi một cái bong bóng, thì người này nó có mặt trăng chỗ này, người kia thì nó có mặt trăng chỗ kia. Thì nếu mà mình đưa axit vô, có nghĩa là mình đang thổi cái bong bóng nó lên, thì mình yếu chỗ nào thì nó sẽ phát sinh cái bệnh ung thư bệnh chỗ đó. Có người thì bị tim mạch, có người thì bị ung thư. Để tránh đi cái nguy cơ đó thì mình sẽ cố gắng mình né cái axit ra. Có lẽ là thời gian cũng giới hạn thì thầy hướng dẫn tới đây cho quý bệnh nhân. Thầy hy vọng là tất cả quý bệnh nhân mình từng bước rồi mỗi người sẽ có cái kết quả tốt nhất đối với cái bệnh của mình, và mình khi về nhà cố gắng giữ phác đồ để mình duy trì được cái sức khỏe này lâu dài. Đó là mong muốn của tất cả các thầy thuốc ở đây. Bây giờ thầy sẽ chuyển cái micro về cho cô Hạnh để đọc tên và nhận nước nhận gạo nha. Việc cái phiếu mà dạ, lãnh nước á, thì bây giờ á, tất cả quý bệnh nhân mình ai cũng có cái phiếu đó hết, mình cố gắng mình giữ cho kỹ nha. Tại vì ví dụ như mình xài bao nhiêu bình nước, là mình xài xong những cái vỏ bình mình đem trở về đây, thì khi đó các thầy sẽ đưa lại cho mình cái phiếu tương ứng với cái số bình mà mình đang còn nhận đó. Để chi? Để các thầy quản lý cái số bình đó, để tránh cái sự thất thoát, để đỡ áp lực lên cho phòng khám về vấn đề mình phải mua những cái bình nước.